Hello, chào mừng bà con trở lại với YouTube Cày Chảo Vũ Hải trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì em đang có mặt tại xóm Miếu Gỗ, xã Ngọc Thanh của thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc để bàn giao và lắp đặt dàn cày 6 chảo dành cho máy 5018 của bác Phùng Quang Trịnh. Bác Phùng Quang Trịnh với những cái đường cày đầu tiên đang test thử trên nền ruộng máy gặt rạ dài. Đấy, các bác nhìn rạ lôm lôm rất là cao. Nhưng mà mặc dù là cái lưỡi chảo thì còn khá là dày, chưa được sắc, chưa được ngọt, nhưng mà về cái mức độ xá cày cũng như là dàn cày thì máy kéo tương đối là ổn rồi. Đất lên thì cũng gọi là đẹp. Đấy, ở trên này sao nó cứ để cái bờ to thế anh nhỉ? Này chắc là để khi nào thu hoạch nó bắt đầu còn phải đi xe ở đây run lên à? Đấy, đấy nó kiểu là để lấy xe rùa mới để gính á. Như bây giờ máy làm hết. Con này cày xuống 50 này kéo khỏe. Đi cày này nó phải có công anh. Và đi cày này nó có công. Đây anh thấy không? Như cái đường này này, nó vừa tầm của nó thì nó giật được cái thằng này đi. Nó cứ phải mùng mục ra cơ. Xong là nó sắc đi tí là ngon. Không như ruộng dạ như loại này là cày ngon rồi. Đây, đất đấy. Đất của em này dễ cày. Đất này cứ tầm này cày là vừa, 2 ngày là trắng tinh. Đấy. 4 bánh thẳng tưng, không vặn. Kia tí anh nhìn vào cái tay ben nhá, anh ấy không thả hết xuống đâu, anh gác lên đấy. Ăn hết đường kia luôn. Chắc là làm nốt đường này là hết đấy này. Thôi nốt đường này là cho em đi nhỉ, cho em về thôi. Về để em giải quyết nốt con sóc sơn, không em về nhà đêm mất. Mỗi chỗ này đánh mất khoảng 2 tiếng thế này là toi đấy. Nhanh thật, từ nãy giờ, từ lúc mà thả cày xuống ấy, đến bây giờ nhanh thế. Gần 2 tiếng rồi, kém 10 phút nữa là tròn 2 tiếng. Đấy, như em thấy như này là em thấy ok này. Đấy, có phải sới, có phải... Mình để cho nó lặng ấy, để cho nó dìm, kiểu nó đang... Lưỡi nó đang bị... Thì đấy, em bảo là muốn sâu thì chỉ có đẩy xuống là tự nó sâu thôi. Chỉnh nó nhàn lắm, mình, quan trọng là mình vặn đúng chỗ là được. Cái nó ok đấy, thì ăn nó ngọt lắm. Có nghĩa là đường nào là phải dứt điểm đường đấy. Đúng rồi, nó không xuống nữa đâu, nó cứ theo cái chỗ đấy là nó vượt lên. Bởi vì đang tự nhiên cái bánh nó nhấc lên mà. Vâng.
cho nó biết sâu vào bờ mà anh chị ơi, cho bám sâu vào bờ, cho bám sát vào này. Đường đường cuối này cứ nhẹ nhàng thôi, đúng rồi. Cứ đi chậm chậm là nó xuống. Đường này nào đi máy nó có độ rượt 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 đấy cơ. Đấy. Đấy bóc. Ghét hư vào hư non. Đấy. Ăn vào tí nữa thì đẹp nhỉ. Sau này dân tà vào nó vừa. Không ghét nữa rồi. Đấy phải đi chuẩn đúng như đường đấy. Còn những cái tiệu thẹo này sau này mấy bừa nó. Kệ nó thôi. Đây chỗ này kẻ ăn phát nữa này, đẹp. Đấy. Anh vẫn để lại một đấy chưa đi sát vào. Ôi ok rồi các bác ạ. Đấy, đây là cái thửa ruộng mà sau đi đã cày. Các bác nhìn này, đất khá là phẳng luôn. Rạ cao thì cũng gần như là úp trọn gói luôn. Đấy. Tỷ lệ đạt được khoảng tầm 90% úp rạ. Từ nãy giờ đứng xem các bác cái cày được khoảng tầm 30 phút đây, đánh hết 3 ruộng rồi. Mỗi ruộng này được khoảng tầm sào rưỡi nhỉ? Sào rưỡi đến sào lăm. Vâng. 30 phút được 5 sào. Ruộng đây ruộng bậc thang. Ôi, cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Kính chúc các bác thật nhiều sức khỏe và làm máy được nhiều thành công. Các bác lướt qua video của em thì cho em một tim một like cũng như là đăng ký kênh ủng hộ vào kênh cho em nhé. Em xin chân thành cảm ơn, kính chào và gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.